Chúc mừng bốn con giáp may nhất ngày mùng 1 tháng 10 âm, tay ôm tiền tỷ, mua nhà mới, tậu xe sang, đổi vận giàu sang khao lớn cả làng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Tài Lộc TV. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị một tháng mới may mắn, bình an, vạn sự như ý, phú quý giàu sang. Vâng thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá về những con giáp được dự báo là gặp nhiều may mắn nhất trong ngày mùng 1 tháng 10, ngày Kỷ Tỵ, ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch. Đây là thời điểm đặc biệt với những con giáp này, do được các tinh chiếu mệnh, mọi việc đều được thuận lợi và hanh thông trong mọi lĩnh vực, từ sự nghiệp công việc, tài lộc đến tình duyên. Với những chuyển biến tích cực về vận trình, những con giáp may mắn trong ngày mùng 1 đầu tháng này cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân, mở ra nhiều cánh cửa cơ hội mới để mà bứt phá đạt được những thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng giúp cho các bạn thêm phần hạnh phúc và viên mãn trong cuộc sống. Nhưng không phải lúc nào vận may nó cũng đến một cách ngẫu nhiên. Quý vị hãy nhớ rằng, chúng ta cần phải nắm bắt lấy cơ hội và cố gắng hết sức. Vậy những con giáp may mắn trong ngày mùng 1 đầu tháng mới đầy hứa hẹn là những ai? Và những ai sẽ đạt được những bước tiến vượt bậc trong công việc, tài chính thăng hoa, tình duyên thì viên mãn? Xin mời quý vị hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết rõ hơn về vận trình của mình quý vị nhé. Thưa quý vị, và vị trí đầu tiên, xin chúc mừng các gia chủ tuổi Sửu. Người tuổi Sửu lúc nào cũng rất trầm lặng và cần cù cố gắng. Họ không thích khoe khoang thành tích mà mình đạt được, cũng không thích kể lể nỗi khổ của mình. Vì vậy, một khi con giáp này đạt được thành tích lớn, mọi người xung quanh sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Và một khi mọi người đã bắt đầu đánh giá cao họ, họ sẽ bắt đầu trở thành tâm điểm của đám đông và thu hút được sự chú ý của những người quyền cao chức trọng. Những người làm lãnh đạo sẽ bắt đầu giao cho họ những công việc trọng đại và tất nhiên, họ sẽ chẳng bao giờ phụ lòng những người tin tưởng mình. Dần dần, con giáp dễ thành công này sẽ bước những bước tiến chậm mà chắc. Cuối cùng, chuyện họ trở thành lãnh đạo dường như đã trở thành tất nhiên trong mắt mọi người. Con giáp may mắn đầu tháng 10 âm lịch 2024 này được lục hợp nâng đỡ, Sửu gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng trong ngày đầu tháng này. Mùng 1 đã có lộc thì đúng là không còn gì sánh bằng. Có thể nói những người cầm tinh con trâu dù số vất vả nhưng vẫn lạc quan, rất giàu trí tưởng tượng và kiên trì, dám nghĩ dám làm, chỉ cần đặt mục tiêu thì sẽ làm mọi việc tận tâm, nắm bắt hiện tại, phát huy tương lai. Không hổ danh là con giáp sống biết điều chơi đúng kiểu, dù làm nhiệm vụ cá nhân hay làm việc nhóm thì những người tuổi này đều có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Sau khi làm xong việc cần làm đương nhiên thu hoạch sẽ không ít. Đầu tháng 10, bản thân vất vả một chút nhưng đổi lại vận trình tài lộc bứt phá, thăng tiến nhanh chóng, sự nghiệp của bản mệnh trong tháng mới sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao. Dưới đây là một mẹo phong thủy tài lộc cho gia chủ tiền bạc dồi dào, muốn nghèo cũng khó. Khi tiền bạc dư dôi chớ nên nghĩ tới chuyện tiêu xao cho hết mà nên có kế hoạch sử dụng hợp lý. Một khoản dành cho đầu tư sinh lời, một khoản để tiết kiệm phòng khi thất bát. Đây là hai khoản tiền lúc nào cũng nên có trong nhà. Tiết kiệm tiền cũng là một trong những cách mà người Việt chúng ta hay áp dụng để tăng tài lộc. Khi số tiền tiết kiệm đủ lớn thì còn có thể đem ra bù vào khoản vốn đầu tư kinh doanh nữa. Tuy nhiên theo thói quen, chúng ta chỉ nghĩ tới việc tiết kiệm tiền ra sao, để tiền ở đâu cho an toàn, cho lời lãi được nhiều chứ không mấy quan tâm đến phong thủy tài lộc. Kỳ thực, vị trí bạn đặt tiền trong nhà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận của bạn. Vậy đặt tiền ở đâu cho tài lộc càng ngày càng tăng tiến? Ngoài việc gửi ngân hàng, nhiều gia đình chọn cách mua két sắt về nhà để tiền. Nhưng nếu bạn biết và áp dụng mẹo phong thủy tài lộc này thì tiền trong két sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở. Cung tài lộc là nơi gia chủ nên cất trữ tiền bạc. Trong phong thủy bát trạch, cung tài lộc nằm ở hướng đông nam, chính vì thế mà gia chủ muốn tăng tài vận, hút tài lộc thì nên xem hướng nhà còn để tiền tiết kiệm ở vị trí này trong nhà. Cung tài lộc sẽ thu hút dương khí cùng những trường khí tốt, tiền bạc đặt ở đây cũng được hưởng các khí nên không ngừng sinh sôi nảy nở, giúp gia chủ ăn nên làm ra, tiền bạc dồi dào, tài vận tăng cao như diều gặp gió. Nghèo khó chẳng còn bởi đã bị bỏ lại phía sau, đổi vận trở thành đại gia. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết những tuổi Sửu may mắn nhất và cầm nang vượng vận đúng mùng 1 tháng 10 âm. Thứ nhất, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Về mặt tài chính,
vận may đang mỉm cười với tuổi Tân Sửu trong ngày có thiên tài. Sự bảo trợ của các sao tốt mang đến nhiều cơ hội kinh doanh, giúp Tân Sửu thu hút những mối làm ăn uy tín và ổn định. Sự nghiệp tuổi Tân Sửu có những bước tiến rộng rãi. Nhờ vào sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi, người thông minh, nhanh nhẹn, giỏi giang nên hứa hẹn cuộc sống của Tân Sửu sẽ có rất nhiều chuyển biến trong giai đoạn tới đây. Ưu tiên việc chăm sóc bản thân để có sức khỏe tổng thể và chú ý đến những giấc mơ trong giấc ngủ của Tân Sửu vì chúng có thể chứa đựng những hiểu biết sâu sắc có giá trị. Giờ tốt, 7 đến 9 giờ. Màu sắc các tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Hợi. Con số may mắn, 09, 43, 22, 57. Thứ hai, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Sự nghiệp, 68%. Tiền bạc, 96%. Tình yêu, 98%. Khi bình minh của ngày đầu tiên của tháng mới, mùng ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch bừng sáng, những người tuổi Quý Sửu sẽ thấy rằng bánh xe của vận may đang quay nhanh chóng hướng về phía họ. Trong lĩnh vực sự nghiệp, với chỉ số 68%, dù không phải là cao nhất nhưng sự nỗ lực và những quyết định sáng suốt sẽ giúp họ đạt được những bước tiến vững chắc. Công việc của họ sẽ hanh thông, mở ra những cánh cửa cơ hội mới và báo hiệu một ngày làm việc năng suất. Và không chỉ trong công việc, tuổi Quý Sửu còn có lý do để mỉm cười khi nhìn vào tài chính của mình. Với tỷ lệ 96% về mặt tiền bạc, họ có thể kỳ vọng vào một ngày đầy bất ngờ thú vị. Có thể là một khoản đầu tư sinh lời, một thỏa thuận làm ăn thành công, hay đơn giản là nhận được một món quà bất ngờ. Dường như thần tài đang rất ưu ái cho tuổi Quý Sửu trong ngày này. Về mặt tình yêu, với tỷ lệ ấn tượng là 98%, tuổi Quý Sửu sẽ cảm nhận được sự hài hòa và gắn kết chặt chẽ với người thân yêu. Sự ấm áp và hạnh phúc trong các mối quan hệ cá nhân sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp họ đối mặt với mọi thách thức một cách lạc quan và tự tin. Thông điệp ngày mới nhắc nhở tuổi Quý Sửu rằng dù mọi thứ có vẻ như đang diễn ra suôn sẻ, họ vẫn cần phải luôn sẵn sàng và tỉnh táo trước mọi tình huống. Sự chuẩn bị và cảnh giác sẽ giúp họ duy trì sự hanh thông và bảo vệ những thành quả họ đã đạt được. Ngày mới hứa hẹn sẽ mở ra với nhiều may mắn và tiền tài, nhưng tuổi Quý Sửu cũng cần nhớ rằng mọi thành công đều đến từ sự chuẩn bị kỹ càng và không ngừng nỗ lực. Giờ tốt, 9 đến 11 giờ. Màu sắc các tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Tý, Dậu, Hợi. Con số may mắn, 76, 55, 83, 10. Thứ ba, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Sự nghiệp, 81%. Tiền bạc, 60%. Tình yêu, 99%. Khi bánh xe vận mệnh bắt đầu quay tròn vào ngày đầu của tháng, ngày mùng 1 tháng 10 âm, những người tuổi Ất Sửu có lý do để mỉm cười rạng rỡ. Với sự nghiệp đạt mức ấn tượng 81%, họ sẽ bước vào một ngày làm việc đầy sức sống và hiệu quả. Mọi dự án và công việc dường như đều trôi chảy, nhẹ nhàng, mở ra không chỉ cơ hội tiến triển trong sự nghiệp mà còn mang lại cảm giác tự tin và mãn nguyện. Về tài chính, mặc dù chỉ ở mức 60% nhưng không có gì phải lo lắng. Tuổi Ất Sửu vẫn có thể kỳ vọng vào một nguồn thu nhập ổn định. Những khoản đầu tư từ trước nay bắt đầu hứa hẹn những kết quả tích cực, dù không phải là bất ngờ lớn nhưng đủ để họ cảm thấy an tâm và thoải mái. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất trong ngày lại đến từ phương diện tình cảm, với tỷ lệ đáng kinh ngạc lên tới 99%. Có thể nói, tuổi Ất Sửu sẽ trải qua những giây phút ngọt ngào, cảm xúc thăng hoa trong mối quan hệ của mình. Tình yêu âm ỉ như ngọn lửa sưởi ấm trái tim, giúp họ cảm thấy tràn đầy năng lượng và nguồn cảm hứng. Thông điệp ngày mới nhắn nhủ tuổi Ất Sửu rằng chẳng cần phải né tránh khó khăn, họ sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi rào cản, biến mỗi thách thức thành cơ hội để phát triển bản thân và cảm nhận hạnh phúc từng bước tiến lên. Hãy bắt đầu ngày mới với tinh thần lạc quan, tuổi Ất Sửu sẽ thấy rằng mọi thứ đều có thể tốt lên theo cách không ngờ tới. Giờ tốt, 19 đến 21 giờ. Màu sắc các tường, đỏ, vàng. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. Con số may mắn, 99, 43, 27, 60. Vị trí số 2. Xin chúc mừng gia chủ tuổi Thân. Người tuổi Thân thuộc tuýp người chắc chắn sẽ thành công. Chỉ cần thoáng nhìn họ, người ta đã có thể cảm thấy họ là một người rất uy nghiêm, lời nói của họ rất có sức hiệu triệu, khiến người khác nghe theo một cách vô thức. Trên thực tế, họ cũng là một người rất tham vọng,
Họ đặt ra những mục tiêu rất cao xa cho bản thân mình và chỉ đến khi nào thành công, họ mới dừng lại. Trong xã hội, họ cũng rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu ai đó cảm thấy cần thiết, thậm chí khi có người nhờ vả, họ cũng chẳng bao giờ từ chối. Tuổi Thân, con giáp giàu kinh nghiệm, với tài năng và những mối quan hệ tốt đẹp của mình sẽ bước lên vị trí lãnh đạo. Họ làm lãnh đạo sẽ nhận được sự kính phục và yêu mến, cũng như biết ơn của nhân viên. Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm, tuổi Thân may mắn được tam hợp cục chiếu cố nên làm ăn vô cùng thuận lợi và tránh được rất nhiều họa liên quan đến tiền bạc giúp cả tháng suôn sẻ. Người tuổi Thân vốn dĩ đã là người sắc sảo và khôn ngoan, linh hoạt, giỏi quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân, ăn nói khéo léo, thấu cảm và rất được lòng mọi người cho dù họ ở đâu. Đồng thời, người tuổi này cũng có sức mạnh bền bỉ, giỏi lập kế hoạch và quản lý tiền bạc, có thể sử dụng những tính toán khôn khéo của mình để điều khiển bản thân đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Hơn nữa, họ luôn tràn đầy năng lượng và luôn giữ được ý chí của bản thân. Mùng 1 đầu tháng, người tuổi này sẽ sung sướng, giàu sang, vận may lần lượt đến với họ, có thể nắm bắt cơ hội để thực hiện mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn và đạt được những bước đột phá. Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc như ý mình mong muốn và đừng bận tâm thiên hạ bàn tán những gì. Bạn được gọi tên vào danh sách con giáp lội ngược dòng cuối năm 2024 một cách xuất sắc nên không phải ngại nhé. Cung tài lộc thuộc mộc, chính vì thế mà theo phong thủy nhà ở, đồ gia dụng bằng gỗ sẽ cực kỳ tốt để tăng tài vận. Gỗ là chất liệu hút tài lộc, tăng tiền tài. Ngoài đồ đạc sử dụng hàng ngày, nhà cửa DUEC trang trí với tranh ảnh mang hành mộc như tranh phong cảnh cây lá, rừng già sẽ giúp tài vận thêm thịnh vượng. Với mẹo phong thủy tài lộc này, chắc chắn gia chủ sẽ không quá lo về chuyện tiền bạc bởi tài lộc hết rồi lại có. Dưới đây là vận trình tử vi chi tiết những tuổi Thân may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng ngày mùng 1 tháng 10 âm. Thứ nhất, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Sự nghiệp 75%, tiền bạc 93%, tình cảm 67%. Ngày mùng 1 đầu tháng, ngày mùng 1 tháng 10 âm, may mắn tài lộc sẽ mỉm cười rạng rỡ với những người tuổi Mậu Thân. Sự nghiệp của bạn trong ngày này đạt được mức độ ưng ý là 75%, cho thấy Mậu Thân sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Mọi dự án và kế hoạch đang tiến triển một cách suôn sẻ, Mậu Thân sẽ nhận ra rằng sự siêng năng của mình đã và đang dẫn đến những kết quả xuất sắc. Về phần tiền bạc, tỷ lệ 93% cho thấy một ngày thuận lợi rực rỡ với khả năng thu nhập tăng cao và có thể là cơ hội đầu tư sinh lời. Thần tài đang nở nụ cười, ban phước lành cho bạn với nhiều dòng tiền có thể về túi một cách bất ngờ. Hãy sẵn sàng đón nhận những phần thưởng xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. Trong tình cảm, dù chỉ ở mức 67%, nhưng không có nghĩa là không có những phút giây hạnh phúc và ngọt ngào. Cần lưu ý rằng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là chìa khóa để duy trì hạnh phúc và sự ổn định trong mối quan hệ. Thông điệp ngày mới nhắc nhở rằng mỗi khoảnh khắc đều là cơ hội để tạo dựng nên thành công và sự giàu có. Hãy tập trung vào mục tiêu, sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và bạn sẽ thấy sự thăng hoa trong tài lộc cũng như sự nghiệp của mình. Giờ tốt, 1 đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. Con số may mắn, 00, 67, 85, 42. Thứ hai, tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Sự nghiệp 71%, tiền bạc 83%, tình yêu 91%. Tuổi Canh Thân trong ngày mùng 1 tháng 10 sẽ đón nhận một ngày vô cùng thuận lợi và tràn đầy năng lượng tích cực. Với sự ủng hộ của các quý nhân cũng như sự phù trợ của thần tài, người tuổi Canh Thân có thể tin tưởng rằng mọi việc trong công việc lẫn tài chính đều gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Về mặt sự nghiệp, tỷ lệ 71% cho thấy rằng sự nỗ lực và chăm chỉ của bạn trong thời gian qua sẽ bắt đầu được đền đáp. Các dự án và công việc bạn tham gia sẽ có tiến triển tốt, thậm chí có thể đón nhận sự giúp đỡ từ người có chức quyền hoặc đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn mạnh dạn thể hiện khả năng và đề xuất ý tưởng mới. Nhớ rằng, thành công đến từ sự chủ động và sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Khi nói đến tiền bạc, với tỷ lệ 83%, ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang lại những cơ hội đầu tư sinh lời. Bạn có thể nhận được tin tốt từ các nguồn thu nhập phụ hoặc đầu tư trước đó đã thực hiện. Tuy nhiên, đừng vì thế mà lơ là trong việc quản lý tài chính. Việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư mới sẽ giúp bạn giữ vững phong độ. Trên phương diện tình cảm,
Tỷ lệ 91% thật sự là một con số ấn tượng. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, đây là lúc để thắt chặt tình cảm và cùng nhau xây dựng những kế hoạch tương lai. Đối với những người độc thân, sự lãng mạn có thể bất ngờ gõ cửa. Hãy mở lòng và đón nhận những mối quan hệ mới. Thông điệp ngày mới nhắc nhở tuổi Canh Thân về tầm quan trọng của việc quản lý thời gian và nỗ lực không ngừng. Hãy tận dụng tốt từng giây phút của ngày hôm nay để tiến gần hơn với các mục tiêu của bạn. Giờ tốt, 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, hồng. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Con số may mắn, 99, 32, 15, 78. Thứ ba, tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Sự nghiệp 78%, tiền bạc 76%, tình yêu 87%. Khi bầu trời bừng sáng, báo hiệu một ngày mới đầy hứa hẹn, tuổi Nhâm Thân sẽ thấy rằng may mắn và tài lộc đang mỉm cười với họ. Với chỉ số sự nghiệp lên tới 78%, những nỗ lực trong thời gian qua sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, mọi dự án và kế hoạch làm việc đều trôi chảy và suôn sẻ. Sự chăm chỉ và quyết tâm của tuổi Nhâm Thân sẽ được đền đáp xứng đáng. Với những cơ hội mới mở ra đầy hấp dẫn, hãy sẵn sàng nắm bắt chúng. Về phần tiền bạc, chỉ số 76% cũng là một dấu hiệu tích cực, cho thấy rằng thu nhập có thể tăng lên đáng kể. Có thể đến từ một nguồn đầu tư nào đó mà trước đây bạn đã đặt niềm tin, hoặc một khoản tiền bất ngờ từ một dự án phụ. Đừng quên quản lý tài chính một cách khôn ngoan để duy trì đà tăng trưởng này. Trong chuyện tình cảm, với chỉ số ấn tượng là 87%, tuổi Nhâm Thân sẽ ngập tràn trong hạnh phúc và sự gắn kết. Đối với những ai đang yêu, mối quan hệ sẽ trở nên mật thiết và sâu đậm hơn. Còn nếu bạn đang độc thân, không loại trừ khả năng có một cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ làm bùng cháy trái tim bạn. Thông điệp ngày mới nhắn nhủ tuổi Nhâm Thân rằng mọi thách thức đều là cơ hội để học hỏi và phát triển. Hãy đối mặt với khó khăn một cách dũng cảm, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm hơn sau mỗi lần vượt qua. Giờ tốt, 23 đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, đen. Quý nhân phù trợ, Tý, Dần, Thân. Con số may mắn, 33, 40, 87, 91. Vị trí số 3. Xin chúc mừng các gia chủ tuổi Dậu. Người tuổi Dậu có tính cách rất cởi mở và phóng khoáng, dù đôi khi họ nóng tính, sẵn sàng phản đối lời của người có vị trí cao hơn mình. Họ không bao giờ chịu được những việc bất công và luôn sẵn sàng bảo vệ người yếu thế. Tính cách cao cả của mình, con giáp không toan tính này thường ghi điểm trong mắt tất cả mọi người, đồng thời khiến lãnh đạo chú ý tới họ. Họ sẽ dùng sự tài giỏi và bản tính dám nghĩ dám làm của mình để tạo dựng thành công. Lãnh đạo sẽ cảm thấy rất an tâm khi giao nhiệm vụ cho họ vì chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn. Bên cạnh đó, con giáp dễ thành công này cũng có số được quý nhân phù trợ. Cho dù gặp khó khăn thì cũng chỉ là tạm thời, quý nhân sẽ giúp họ khắc phục và có hướng đi chính xác hơn trong tương lai. Nhờ thực thần trợ vận mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền nên tuổi Dậu may mắn lọt vào danh sách con giáp may mắn đầu tháng 10 âm lịch 2024. Tài lộc đầu tháng rất khá khẩm nên bạn sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn. Tháng này tuổi Dậu sẽ phải chi tiêu khá nhiều nhưng cực kỳ may mắn là bạn có người nhà hỗ trợ và cứu cánh, cộng thêm khoản tiền tích góp bấy lâu nay nên không bị lao đao. Người tuổi Dậu là những người hiểu biết, năng động, dũng cảm và có động lực cao. Họ có thể giữ thái độ nhiệt tình với cuộc sống mọi lúc mọi nơi. Họ kiên nhẫn và đưa ra những phán đoán hợp lý khi đối mặt với nhiều vấn đề. Vì vậy, sẽ ít mắc phải sai lầm. Đầu tháng, những người cầm tinh con gà sẽ đón nhận được sự che chở của quý nhân, hanh thông như ý, có thêm cơ hội làm giàu, tiền vào như vịt gặp nước. Chỉ cần nỗ lực của bản thân họ sẽ nhận được sự tán thưởng của mọi người. Người tuổi Dậu không chỉ có mỗi đường tiền bạc tốt còn có nhiều điều bất ngờ đang chờ bạn khám phá. Bạn sẽ sớm có được cơ hội tốt để thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý. Cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều trong tháng 10 âm này. Muốn vận may tăng cao thì dòng chảy tài lộc vào nhà phải được hanh thông, lưu thông luân chuyển thuận lợi khắp nhà. Từ vị trí cửa ra vào đến mọi góc trong nhà đều phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Tránh kê nhiều đồ đạc quá mức khiến cho không gian trong nhà trở nên nhỏ hẹp, chật chội, không còn chỗ cho vượng khí vận hành. Cung tài lộc nằm ở hướng đông nam trong nhà mà cung tài lộc lại thuộc hành mộc nên nếu đặt những vật dụng hành hỏa ở vị trí này trong nhà sẽ khiến cho ngũ hành tương xung, mộc hỏa tương khắc, lửa đốt cháy gỗ, chẳng những may mắn không tới mà tiền bạc còn bị thiêu đốt,
tài lộc tổn hao. Dưới đây là vận trình tử vi chi tiết những tuổi Dậu may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng mùng 1 tháng 10 âm. Thứ nhất, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Sự nghiệp 67%, tiền bạc 79%, tình cảm 99%. Tuổi Kỷ Dậu trong ngày mùng 1 tháng 10 âm có thể mong đợi nhiều điều tích cực và may mắn đang đến với mình. Đây sẽ là một ngày mà công việc và tài chính của bạn nhận được sự phù trợ mạnh mẽ từ thần tài, mang lại cơ hội cho sự phát triển và thăng tiến. Về công việc, với tỷ lệ 67%, dù không phải là cao nhất nhưng vẫn cho thấy rằng Kỷ Dậu sẽ có những bước tiến đáng kể. Sự nỗ lực và quyết tâm của bạn trong thời gian qua sẽ bắt đầu được nhìn nhận. Cơ hội để gặp gỡ và nhận được sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm và quyền lực trong ngành nghề của bạn là rất lớn. Hãy mạnh dạn chia sẻ ý tưởng của mình và không ngần ngại thể hiện khả năng lãnh đạo tự nhiên của tuổi Kỷ Dậu. Trong khía cạnh tài chính, với tỷ lệ lạc quan là 79%, bạn có thể kỳ vọng vào một ngày thuận lợi cho việc đầu tư và mở rộng nguồn thu. Các dự án tài chính trước đây có thể bắt đầu mang lại lợi nhuận, hoặc Kỷ Dậu có thể gặp được cơ hội đầu tư hấp dẫn mới. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sự thận trọng sẽ là chìa khóa để duy trì sự ổn định. Về mặt tình cảm, tỷ lệ 99% thực sự là một điềm báo tốt lành. Đối với những người đã có đôi có cặp, đây là thời điểm tuyệt vời để tận hưởng hạnh phúc và củng cố mối quan hệ. Còn đối với những tuổi Kỷ Dậu còn độc thân, tình cảm có thể nở rộ một cách ngoạn mục và bất ngờ. Điều quan trọng là hãy giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ, bởi điều đó sẽ thu hút những người xung quanh bạn. Thông điệp ngày mới nhấn mạnh rằng thành công không chỉ đến từ kiến thức hay kỹ năng mà còn đến từ thái độ sống tích cực và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, hãy trân trọng những giây phút hiện tại và tận hưởng niềm vui mà mỗi ngày mới mang lại. Giờ tốt 19 đến 12 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ, Tuất. Con số may mắn: 22, 18, 97, 50. Thứ hai, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Sự nghiệp 74%, tiền bạc 99%, tình yêu 61%. Tuổi Tân Dậu vào ngày mùng 1 tháng 10 âm có một ngày đầy hứa hẹn với những cơ hội lớn trên mọi phương diện, từ sự nghiệp đến tài chính, cũng như trong các mối quan hệ cá nhân. Trong lĩnh vực công việc, với tỷ lệ 74%, Tân Dậu sẽ thấy rằng những nỗ lực không mệt mỏi của mình bắt đầu đơm hoa kết quả. Đây có thể là ngày mà Tân Dậu sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên hoặc đề xuất của bạn sẽ được chấp nhận, mở đường cho những dự án và cơ hội mới. Đừng quên rằng mạng lưới quan hệ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp của bạn ngày hôm nay. Hãy tận dụng cơ hội để mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp của bạn. Đối với tiền bạc, tuổi Tân Dậu có thể trông đợi vào một ngày cực kỳ may mắn với tỷ lệ lên đến 99%. Dường như thần tài đang mỉm cười với bạn. Và có thể bạn sẽ nhận được những tin tức tốt lành về tài chính, có thể là qua các khoản đầu tư, thưởng hoặc các cơ hội kinh doanh bất ngờ. Tuy nhiên, nhớ rằng quản lý tài chính thông minh cũng quan trọng như việc kiếm tiền, đừng để sự hưng phấn làm mờ mắt và quên mất việc đánh giá rủi ro. Trong khi đó, mặt tình cảm với tỷ lệ 61% có vẻ không mỹ mãn như hai lĩnh vực kia. Có thể Tân Dậu sẽ phải đối mặt với một số thách thức trong các mối quan hệ cá nhân hoặc tình yêu. Điều quan trọng là giữ thái độ cởi mở và kiên nhẫn, đồng thời không để những lo lắng trong công việc ảnh hưởng tới cách Tân Dậu tương tác với người thân và bạn bè. Thông điệp ngày mới nhắn nhủ bạn rằng cuộc sống cũng giống như thị trường, luôn biến động và không bao giờ là một đường thẳng. Khả năng thích nghi và tận dụng cơ hội trong từng biến động sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy kiên trì, linh hoạt, luôn sẵn lòng học hỏi để tận dụng tốt nhất những cơ hội và thách thức mà ngày mới mang lại. Giờ tốt 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, nâu. Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ, Hợi. Con số may mắn: 02, 88, 71, 93. Thứ ba, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Sự nghiệp 70%, tiền bạc 82%, tình yêu 72%. Ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch hứa hẹn sẽ là ngày đáng nhớ đối với những người tuổi Quý Dậu. Với sự nghiệp được dự đoán đạt mức 70% cơ hội thành công, những nỗ lực và sự kiên trì của bạn trong thời gian qua sắp được đền đáp. Có thể bạn sẽ nhận được tin tức tốt lành từ một dự án mà bạn đã đầu tư không ít công sức, hoặc một cơ hội thăng tiến bất ngờ sẽ đến.
Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần làm việc và đừng ngại thể hiện sự sáng tạo của mình, bởi vận may đang ở rất gần bạn. Về phương diện tài chính, với tỷ lệ hứa hẹn 82%, tuổi Quý Dậu sẽ có khả năng tăng cường nguồn thu nhập của mình. Đây có thể là thời điểm tốt để đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, tránh những rủi ro không đáng có. Nhớ rằng, sự cẩn trọng sẽ mang lại thành công lớn hơn. Trong tình yêu, tuổi Quý Dậu có thể trông đợi vào một ngày ngọt ngào với tỷ lệ hài lòng là 72%. Mối quan hệ của bạn với người ấy sẽ thăng hoa và trở nên sâu đậm hơn. Các cặp đôi có thể sẽ có những khoảnh khắc đẹp đẽ bên nhau, còn những bạn đang độc thân có thể gặp được một nửa tiềm năng trong các tình huống bất ngờ. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm chân thành, đôi khi hạnh phúc chỉ là những sự đơn giản nhất. Thông điệp ngày mới nhắn nhủ bạn rằng thời gian là tài sản quý giá nhất mà mỗi người có được. Hãy sử dụng mỗi khoảnh khắc một cách khôn ngoan. Biết cách vắt từng giọt thời gian cho công việc, tình yêu và cuộc sống của bạn. Như vậy, thành công và hạnh phúc sẽ không còn là điều xa vời. Giờ tốt, 23 đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, đen. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tuất. Con số may mắn, 99, 70, 45, 31. Vị trí số 4. Tài Lộc TV xin chúc mừng các gia chủ tuổi Tuất. Người tuổi Tuất rất thông minh và chính trực. Họ có tham vọng, đặt ra những đích đến cao xa cho mình nhưng họ không phải là người coi trọng tiền tài, có thể làm tất cả mọi chuyện vì đồng tiền. Tính cách của họ nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Với tính cách cởi mở và thích giúp đỡ mọi người, họ cũng sẽ nhanh chóng trở nên nổi bật, khiến quý nhân chú ý và giới thiệu cho họ những cơ hội tốt đẹp. Con giáp này thường không phải người giàu lên nhanh chóng mà của cải của họ tích lũy dần dần theo năm tháng. Họ cũng sẽ không nhanh chóng được lên vị trí lãnh đạo mà dần dần thăng quan tiến chức từng bước một. Cuối cùng, mọi người sẽ không ai có thể phủ nhận được tài năng và cống hiến của họ. Xem tử vi khoa học, tuổi Tuất là một trong những con giáp tiền bạc rủng rỉnh ngày mùng 1 tháng 10 năm 2024 âm này. Tuổi Tuất có tam hội che chở, vận trình ngày mới đón may mắn ngoài sức tưởng tượng. Hầu hết các công việc làm ăn đều thuận lợi, hanh thông, tài lộc về tay, lợi nhuận thu được cũng tăng lên gấp bội. Vận trình tài lộc vô cùng vượng phát. Với những người làm kinh doanh thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã thu về khoản hời khủng. Đây là bước đà quan trọng để bạn mạnh dạn và tự tin hơn cho các kế hoạch sắp tới của mình. Tuổi Tuất nhờ có thiên tài che chở nên vận trình suôn sẻ và thuận lợi hơn hẳn. Có lộc lá bất ngờ trong ngày mùng 1 tháng 10 âm này, nhiều người đón tin vui tiền bạc trong ngày này. Tuổi Tuất thông minh, dễ gần, dễ hòa đồng, hòa thuận nên công việc sự nghiệp cũng rất thuận lợi. Các bạn cũng biết cách điều chỉnh trạng thái kịp thời khi gặp sự cố và nỗ lực để đáp ứng thử thách, dũng cảm để chinh phục mọi khó khăn. Bắt đầu từ đầu tháng, tuổi Tuất cũng sẽ được thần tài mở ra thời cơ may mắn, thần tài sẽ gõ cửa, những chuyện vui xung quanh cuộc sống của bạn tăng lên, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, bạn hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để đạt được ước mơ và ngày càng thịnh vượng. Tuy nhiên, người tuổi Tuất đừng có nóng tính, làm việc gì cũng nên từ tốn và khiêm nhường. Không nên hành động bốc đồng, giữ trạng thái tinh thần tốt thì vận trình đầu tháng mới suôn sẻ. Nhà cửa u tối sẽ thu hút những nguồn năng lượng tiêu cực và ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ, khiến cho gia chủ làm ăn khó khăn, dễ gặp thất bại. Căn nhà tốt nên có ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà, bởi ánh sáng trong phong thủy chiếm vị trí rất quan trọng. Nếu nhà tối quá, có thể giải quyết bằng việc trổ thêm cửa sổ hoặc bài trí đồ đạc hợp lý hơn. Hướng đông nam trong nhà là cung tài lộc càng phải sáng sủa. Nếu vị trí này quá tối tăm, u ám, gia chủ nên xem xét lắp thêm đèn chiếu sáng ở đây. Hũ gạo hay tủ lạnh trong nhà đều là nơi trữ thực phẩm. Hũ gạo đầy ắp, tủ lạnh nhiều đồ sẽ tượng trưng cho nguồn tài lộc dồi dào của gia chủ. Hai thứ này trong nhà nên được bổ sung thực phẩm liên tục. Bạn chớ nên để chúng trống không một thời gian dài, dễ khiến cho tài lộc bỏ đi mất. Dưới đây là vận trình tử vi chi tiết những tuổi Tuất may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng mùng 1 tháng 10 âm. Thứ nhất, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Ngày mùng 1 tháng 10 âm, tuổi Canh Tuất như được tiếp thêm năng lượng mới, vận may dần hồi phục và có những tín hiệu khởi sắc đáng mừng. Con giáp này sẽ trải qua một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy hứng khởi. Trong công việc, người Canh Tuất cần giữ vững sự tỉnh táo và nhạy bén. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào,
hãy cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan để tránh những sai lầm đáng tiếc. Sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực sáng tạo sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Ý tưởng mới mẻ và độc đáo của bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, đừng quá tự tin mà hãy lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để hoàn thiện hơn nữa. Vận trình tài lộc của Canh Tuất có những chuyển biến tích cực. Các khoản đầu tư trước đây bắt đầu thu về lợi nhuận, giúp bạn cải thiện tình hình tài chính. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc một món quà bất ngờ từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, để giữ vững vận may này, bạn cần chi tiêu hợp lý và tránh những khoản đầu tư mạo hiểm. Hãy xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng và kiên trì thực hiện. Trong chuyện tình cảm, người Canh Tuất độc thân sẽ có nhiều cơ hội để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Hãy tham gia các hoạt động xã hội, mở rộng vòng tròn giao tiếp để gặp gỡ những người mới. Với vẻ ngoài cuốn hút và sự tự tin, bạn sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới. Đối với những người đã có đôi, tình cảm giữa hai bạn ngày càng trở nên sâu sắc và bền chặt. Hãy dành thời gian cho người yêu và cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp. Giờ tốt, 9 đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, đen, tím. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Tuất. Con số may mắn, 13, 28, 97, 66. Thứ hai, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Ngày mùng 1 10 âm là một ngày vô cùng may mắn đối với những người tuổi Nhâm Tuất. Sao chiếu mệnh mang đến cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và khẳng định bản thân. Hãy tận dụng tối đa thời điểm này để đạt được những thành công mới trong cuộc sống. Công việc của bạn sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Những dự án mà bạn đã ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến lúc thu hoạch. Sự sáng tạo và nhiệt huyết của bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao và có thể bạn sẽ được giao thêm những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả công việc cao nhất, bạn nên chú ý sắp xếp công việc một cách hợp lý và tránh làm việc quá sức. Tài lộc của Nhâm Tuất sẽ có những bước tiến đáng kể. Các khoản đầu tư trước đây sẽ mang lại lợi nhuận bất ngờ. Nếu có cơ hội kinh doanh, hãy mạnh dạn nắm bắt vì khả năng thành công rất cao. Tuy nhiên, bạn cũng cần đề phòng những chi tiêu không cần thiết để tránh lãng phí tiền bạc. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Nhâm Tuất sẽ có những trải nghiệm thú vị. Nếu bạn đang độc thân, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người phù hợp và có những buổi hẹn hò lãng mạn. Còn nếu bạn đã có đôi, tình cảm của hai bạn sẽ trở nên gắn bó và sâu sắc hơn. Sức khỏe của Nhâm Tuất tương đối ổn định. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tránh bị căng thẳng và mệt mỏi. Hãy luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới đến với mình, học hỏi từ những người đi trước để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Hãy xây dựng và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh và đừng quá chú trọng vào công việc mà hãy dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Giờ tốt, 1 đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, đỏ. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Dậu. Con số may mắn 08, 77, 96, 43. Thứ ba, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Ngày mùng 1 tháng 10 là một ngày đầy hứa hẹn đối với những người tuổi Giáp Tuất. Với sự năng động, nhiệt huyết và tinh thần cầu tiến, bạn sẽ có một ngày làm việc vô cùng hiệu quả. Được sao may mắn chiếu mệnh, công việc của bạn sẽ vô cùng thuận lợi. Những dự án mà bạn đang theo đuổi sẽ đạt được những kết quả khả quan ngoài mong đợi. Đồng nghiệp và cấp trên đều đánh giá cao năng lực làm việc của bạn. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện bản thân và khẳng định vị trí của mình trong công ty. Vận trình tài lộc của bạn vô cùng khởi sắc. Có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ hoặc có cơ hội đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, đừng vì thế mà trở nên quá tham lam. Hãy đầu tư một cách thận trọng và có kế hoạch cụ thể. Cuộc sống tình cảm của Giáp Tuất sẽ có những bước tiến triển tích cực. Nếu bạn đang độc thân, đây là thời điểm thích hợp để mở lòng mình. Còn nếu bạn đã có đôi, hãy dành thời gian để chăm sóc và vun đắp cho tình yêu của mình. Hãy luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới, đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Hãy không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực bản thân đồng thời không quên giữ gìn sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng để bạn thành công. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Giờ tốt, 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tý, Mão, Mùi. Con số may mắn 72, 81,
34:11. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt. Hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.